6 ngày 7 đêm là bộ phim về hai cặp đôi đều làm chuyện mờ ám. Nữ chính của chúng ta Monroy là một nữ cường có sự nghiệp và giỏi giang. Bạn trai của cô ấy Frank thấy cô ấy mỗi ngày làm việc quá vất vả, nên chuẩn bị đưa cô ấy tham gia vào một chuyến du lịch 6 ngày 7 đêm đến một hòn đảo nhỏ. Vì thế đôi tình nhân này đầy háo hức bước vào chuyến du lịch. Trên đường đi đến đảo họ phải chuyển máy bay, nhưng khi Monroy cùng Frank đi sân bay, chỉ còn lại một chiếc máy bay cũ kỹ. Đồng thời còn đang được nam chính của chúng ta quên sửa chữa. Monroy trong chốc lát cảm thấy không vui, cô không muốn ngồi máy bay cũ như vậy. Frank chỉ đành khuyên cô, bây giờ chỉ còn chiếc máy bay này. Nếu không dùng nó, chúng ta không còn cách nào đi du lịch nữa. Cô nghĩ quả thực như vậy nên đành ngồi lên chiếc máy bay đó. Cùng đi du lịch với bọn họ là bạn gái của Quinn là Angelica. 2 giờ đồng hồ sau họ đã đáp máy bay xuống điểm cần đến. Monroy và Frank bắt đầu hành trình ngọt ngào của đôi bạn trẻ. Vào buổi tối, Frank ở nhà ăn đã cầu hôn Monroy, cô vui vẻ đồng ý. Chỉ có điều những thời khắc đẹp đẽ nhất luôn bị những điều bên ngoài phá vỡ. Ngày thứ 2, cô nhận được điện thoại của sếp bảo cô lập tức quay về tăng ca. Tuy rằng Monroy rất không đồng tình nhưng cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Bởi vì sự việc phát sinh đột xuất, gần đó cũng không còn máy bay nào khác. Vì vậy Monroy đi tìm Quinn, nhờ anh ta lái máy bay tiễn cô về. Vì thế Quinn liền lái chiếc máy bay cũ kỹ đưa Monroy quay về. Nhưng trên đường đi thì gặp mưa bão, tình hình không ổn lắm. Mặt khác, Frank bởi vì không có Monroy bên cạnh nên cảm thấy rất nhàm chán. Song trong lúc này, anh ta lại nhìn thấy em ngực to đang nhảy. Trong chốc lát hai mắt đưa ra, thần hồn cũng bị câu dẫn. Bên này khi đang trong mưa bão, Quinn nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Liền chọn cách hạ cánh xuống đảo, người không sao, nhưng bánh xe bị đụng hư rồi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, bọn họ phát hiện máy bay không thể sử dụng được nữa. Tất cả các thiết bị thông tin liên lạc đều không có tín hiệu, chỉ còn lại một viên đạn cầu cứu. Ở bên này, Frank và Angelica cũng đã biết việc máy bay gặp tai nạn. Cả hai lo lắng và nhanh chóng liên hệ với đội tìm kiếm cứu nạn. Quinn và Monroy lúc đầu cũng chờ đợi cứu viện, nhưng chờ mãi không thấy đội cứu hộ nên phải lên kế hoạch sinh tồn. Muốn sinh tồn đầu tiên phải có nước, vì thế hai người bắt đầu đi tìm nguồn nước. Kết quả vừa tìm được nước, Monroy liền bị một con heo rừng dọa ngã xuống nước. Càng không may là cô cảm thấy có một con rắn đang chui vào trong quần cô. Quinn sợ rằng là rắn độc nên bảo cô không được cử động. Sau đó tự mình lấy con rắn ra, hình ảnh này đẹp quá tôi không dám xem. Tìm được nước xong, hai người bắt đầu đi tìm lương thực. Quinn bắt được một con khổng tước trên đảo, hai người liền nướng khổng tước ăn. Vừa ăn khổng tước vừa uống rượu đỏ, hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Monroy nhìn thấy trên trời có một chiếc máy bay. Cô ấy gọi Quinn bắn đạn cầu cứu nhưng Quinn tối qua uống say bây giờ vẫn chưa tỉnh. Vì thế cô ấy chỉ có thể tự mình làm, nhưng không cẩn thận đã bắn vào cái cây. Quinn tỉnh dậy rất tức giận, trách cô ấy đã lãng phí viên đạn cầu cứu cuối cùng. Nhưng cãi thì cãi, bọn họ vẫn phải sinh tồn cùng nhau trên đảo. Hai người quyết định leo lên đỉnh núi để xem có tháp tín hiệu hay không. Nếu có tháp tín hiệu, chỉ cần làm hư tháp tín hiệu thì sẽ có người đến. Nhưng sau khi lên đến đỉnh núi lại phát hiện không có tháp tín hiệu. Nhưng hai người lại vô cùng vui mừng phát hiện ra đằng xa có một chiếc du thuyền. Vì thế hai người vội vàng lấy phao cứu hộ trên máy bay chuẩn bị bơi qua đó. Khi gần đến nơi, Quinn mới phát hiện đây hình như là thuyền hải tặc. Monroy và hải tặc sau khi kiểm tra lại, hải tặc đã phát hiện ra bọn họ. Thế là đám hải tặc liền vội vàng đuổi theo bọn họ. Hai người vội vàng bỏ chạy, cuối cùng bị hải tặc truy đuổi đến một vách đá. Tin tưởng rằng nhân vật chính sẽ không thể chết nên bọn họ đã nhảy xuống. Quả nhiên bọn họ không bị sao còn cắt đuôi được hải tặc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Quinn và Monroy đã nảy sinh tình cảm. Nhưng hai người hiểu rõ thân phận của đối phương nên khống chế cảm xúc của bản thân. Mặt khác, Tiểu Hắc và em ngực to, bởi vì cả ngày đều ở bên cạnh nhau để tìm kiếm cứu nạn nên đã rơi vào ngọn lửa tình yêu. Nhưng khác là họ không kiềm chế được bản thân. Ngày hôm đó, Quinn và Monroy đã tìm được một chiếc máy bay vận tải từ thế chiến thứ 2. Quinn cảm thấy có thể tháo linh kiện từ chiếc máy bay này để sửa chiếc máy bay của bọn họ. Nói làm là làm, hai người bọn họ bận rộn cả ngày cuối cùng cũng xong. Khi chuẩn bị khởi động máy bay, hải tặc phát hiện ra bọn họ. Bọn hải tặc này cũng không nhiều lời, trực tiếp bắn pháo. Tuy rằng máy bay không bị sao nhưng Quinn đã bị thương. Mặc dù đã bị thương nhưng Quinn vẫn khởi động máy bay thành công. Đồng thời anh ấy còn dùng kỹ năng bay của mình, dụ dỗ hải tặc tự phá nổ thuyền của mình. Mà lúc này Frank và Angelica cảm thấy Quinn và Monroy lành ít dữ nhiều rồi. Liền bên bờ biển tổ chức tang sự cho bọn họ. Vào lúc này Quinn và Monroy buộc phải hạ cánh xuống bờ biển. Frank và Angelica mừng rỡ chạy đến, nhưng bốn người đều có tâm sự của mình, bầu không khí có chút gượng gạo. Khi Quinn được đưa vào bệnh viện điều trị, Monroy đến hỏi anh ấy, tình cảm giữa họ là tình yêu hay chỉ là nhất thời? Đương nhiên là tình yêu, nhưng em là một người đã có chồng sắp cưới. Hơn nữa địa vị xã hội giữa Chugata khác biệt quá lớn nên thôi bỏ đi. Vì thế hai người định cắt đứt quan hệ, bắt đầu lại cuộc sống của mỗi người. Song lúc đang đợi máy bay, Frank chịu không được, nên thẳng thắn kể với Monroy về chuyện của anh ta và Angelica. Monroy nghe xong liền cảm thấy bản thân dù sao cũng giữ được giới hạn cuối cùng. Nhưng Frank đến điểm này cũng giữ không nổi thì làm sao có thể kết hôn với cô. Vì thế Monroy trả nhẫn cho Frank, hai người chia tay trong hòa bình. Lúc này, Quinn cũng quyết định đối mặt với tình cảm trong lòng mình nên đuổi theo. Cứ như vậy, anh ta và Monroy hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Kết cục này cũng không tồi, chỉ có điều nghĩ lại. Lỡ như chỉ có một cặp làm chuyện mờ ám thì kết cục sau này sẽ như thế nào? Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu bạn thích review chất hãy like và share nhé. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất.
Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!